Em xin chào mọi người. Hôm nay thầy giáo bản sẽ lên với các bác những cái siêu phẩm ong khoái mọi người nhé. Giá cực kỳ rẻ. Tri ân với các bác là 199.000 đồng 1 kg mọi người nha. Siêu phẩm thứ nhất mà giá lại chiết khấu cao nhé. 4 cân 9 tính 4 cân rưỡi nhân giá 199.000 đồng. Siêu phẩm thứ hai. Đây con ong vẫn còn đang sống này, các bác này. Đấy. Vừa về hôm qua xong. Đấy, ong khoái nhé, nhìn nó rất dài. Đấy. Siêu phẩm thứ hai, 3 cân 2 nhân giá 199.000 đồng. Nước mật trong. Ui thơm nức luôn anh em. Thơm dã man luôn. Cái này thì em sẽ đóng vào trong hộp xốp và gửi cho mọi người nhé. Siêu phẩm thứ 3, 4 cân 3 nhân giá 199.000 đồng. Màu mật sánh đậm, cánh gián. Đấy anh em nhé. Quá đỉnh cao. Riêng đến với mật ong của thầy giáo bản thì anh em không phải nghĩ luôn. Có cái tổ, đây tổ này thì vừa miếng luôn anh em ạ. 1 cân 9 đấy các bác, 1 cân 6. Đấy. Tổ này vừa miếng luôn. Bịt trắng tinh. Và nhà em lúc nào cũng thơm mùi hoa rừng bởi vì nhà em thì mật ong nó nhiều. Đây các bác thấy chưa? Đây là những cái bình mà em, những cái xô em tích hết vào đây. Đấy. Vì cho nó gọn mà. Còn đây là siêu phẩm số 4, số 5. Siêu phẩm số 5. Siêu phẩm này đen như thuốc phiện luôn. Úi giời ơi. Dã man chưa? Số 5. 3 cân 9. Đấy các bác, 3 cân 6. Gần 4 cân. 3 cân 6. Giá 199.000 đồng. Đấy. Siêu phẩm thứ mấy đây nhỉ? Thứ 5 rồi đúng không? Giờ sang siêu phẩm thứ 6. Tổ này bịt kín mít và màu mật sánh vàng đen đậm luôn anh em ơi. Chưa bao giờ thấy những cái tổ ong nó đẹp nào như này. Đấy, kín mít. 3 cân 8 đấy, nhân 199.000 đồng một cân. Các bác nhé. Úi xồi ôi. Và siêu phẩm thứ 7. Siêu phẩm thứ 7. Siêu phẩm này trong xô mất rồi. Siêu phẩm thứ 7. Cái này 6 nạng. Siêu phẩm thứ 7 lấy các bác 6 cân 8 nhân giá 199.000. Đây. Màu có 3 tổ này màu mật rất là đậm. Cùng lấy trong một khu rừng. Đây. Rất đậm anh em nhé. Rất đậm đà. Siêu phẩm số 9. Đây một tổ này. Tổ này hôm qua cũng mới mua 11 cân. Úi xời ơi. Siêu phẩm. Đấy các bác 11 cân nhé. Đây này, tổ này em nhấc lên cho các bác xem. Tổ này nguyên một khối luôn. Bác nào lấy em đóng luôn cái xô gửi cho anh em này. Úi xời ơi, miếng to. Để đặt ra đây. Vỡ phát thì thôi cũng phải chấp nhận. Siêu phẩm thứ 9. To dã man. Rồi đặt vào đây. Đây. Đấy, em Phú đóng cái chai này nửa lít nhé. 165.000. 6 cân 35. Vàng óng luôn. 6 lạng 35 em nhầm. Chẩm chéo 45.000. Hà thủ ô viên vừng. Hàng xịn là 350.000 bao ship. Đây ong khoái này. Nhìn nó trong veo như này cơ mà anh em. 1 cân 38. Trời ơi, ngon thơm. Những loại này là 339.000 đồng một 330.000 đồng một lít mọi người nhé. Đấy. Còn thuốc dạ dày lò thị dịu này thì hai gói là các bác hết HP. Còn viêm loét dạ dày tá tràng, nhiễm khuẩn HP rồi là đau dạ dày, đau đại tràng, viêm đại tràng có thắt rối loạn tiêu hóa.
ngày đi vệ sinh 4-5 lần. Tất tần tật các loại, chữa được khỏi hết anh em nhé. Và nó an toàn lành tính, trẻ em 3 tuổi đã dùng được rồi. Cái này là từ lá cây xong họ nang viên vào. Đấy. Mỗi một túi này là 225 viên các bác uống trong vòng 19 ngày. Em đảm bảo nếu uống sau một liệu trình 3 gói mà không khỏi thì phải đến 99% là các bác khỏi nhé. Kể cả trào ngược các kiểu khỏi hết. Gặp thầy gặp thuốc có khi nó lại rất là ngon. Có một anh ở thành phố Hồ Chí Minh bảo là rất may mắn khi mà tiếp xúc với cái loại thuốc này, được gặp em, chứ còn nhiều khi mình có thể mình không gặp được ấy. Không gặp được thì nó cứ kéo dài dai dẳng mãi. Một liệu trình này 720.000 bao vận chuyển, 230.000 một gói. Thì em có rất nhiều sản phẩm khác như là hạt dổi mắc khén, rồi là tinh bột nghệ sâm tố nữ. Hạt dổi năm nay giá sập 348.000 đồng một cân các bác nhé. Đây là hàng dổi xịn, dổi nếp rừng, không phải là dạng dổi đắng nên là nó rẻ. Một cân các bác nhé, một cân ấy những năm trước gần 2 triệu một cân, đây em bán một lạng là 35.000 một lạng. Đấy. Bác nào mà làm mồi câu cá, làm tiết canh, nấu phở, viết các kiểu, cái loại này nó thơm dã man luôn, dã man và khủng khiếp. Đấy, đây là YouTube của em nhé, kênh YouTube. Đấy. Kênh của em hơn 8.000 follow rồi. Đấy. Và em làm rất là lâu, nói về độ uy tín thì anh em không phải nghĩ. Đây là hoa đu đủ được 290.000 đồng một cân. Ớt muối mường lay là lọ này là 50.000. Chấm đủ các thể loại luôn. Quả la hán bây giờ giá nó vào hè nó cũng hạ nhiệt các bác nhé. 175.000 đồng một cân. Bán từ nửa cân cho mọi người. Hôm trước thì cũng có một bác em bán giá 95.000, nhưng mà cái lúc đấy thời điểm nó còn đắt. Nhà em thì hàng hóa nó cũng vẫn về liên tục nên là mình bán thì mình cũng cân đối giá. Có lúc đắt, có lúc rẻ. Cái kỳ tử này thì em bán là 200.000 một cân. Đây là túi nửa cân mọi người nhé. Kỳ tử đỏ, rất là tốt, rất bổ máu. Thì chia sẻ với các bác như vậy. Xin chào mọi người.